Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn một cái dự án CLAM các bạn nhé. Dự án này sẽ là con đây sẽ nhận được 200 cái đồng gate Interi. Các bạn sẽ nhận luôn 200 về ví của mình nhé. Cái dự án này thì cũng có những cái dự án như những cái dự án trước đây mình giới thiệu với các bạn, đó là những dự án về ví, và dự án này thì cũng là những cái dự án mà mình hay thường gọi là những cái dự án kèo xổ số, hoặc là hay mình gọi là kèo coi rác đấy mọi người nhé. Thì những cái kèo này thì là những cái kèo mà nó không có rõ ràng gì cả mọi người ạ. Đấy, nó không thuần túy như những cái kèo mà trước đây mình đã làm rất là nhiều kèo khác nhau, nó xây dựng khá là lâu. Nhưng mà những cái kèo này là những cái kèo ăn sổi, những cái kèo CLAM sau đấy lít sàn và chúng ta có thể bán ấy. Thì như cái kèo trước đây mình đã giới thiệu với các bạn, đó là cái con W Swap ấy. Thì là cái con W Swap đến bây giờ là bắt đầu là nhân phải nhân đến 20 lần rồi đấy mọi người ạ. Đấy. Ví dụ các bạn mà 0,5 thì bây giờ được 5 đô rồi đấy mọi người ạ. Đấy. Ví dụ các bạn claim là mất 0,03 độ 0,3 đô la đi thì bây giờ mình bán cũng được 5 đô la rồi. Đấy. Con này thì cũng thế nhá, chúng ta sẽ mất một ít cái phí để chúng ta claim. Mọi người ấn vào đây, sau đấy chúng ta sẽ connect đến cái ví của mình nhá. Đấy, chúng ta sẽ mất 0,000565 cái phí, tức là nó cũng chỉ ít ít thôi, khoảng 0,2 đô la gì đấy. Mình chờ một ít nữa là khi mà cái lệnh nó hoàn thành thì mình sẽ check cho các bạn cái giá của nó nhé. Đấy, có phim rồi thì mọi người vào đây nhé. Mọi người vào token. Đấy, ở đây. Chúng ta sẽ thấy cái con này tổng cung là có 1 tỷ nhé các bạn nhé. Con này có ký hiệu là GFW. Đây, chúng ta sẽ mất 0,12 nhỉ. 0,12 đô la. Còn con này của Lam rất là rẻ nhé mọi người. Đấy, thì 0,12 đô la cho cái một cái kèo xổ số thì các bạn cũng thấy nó khá là rẻ. Đấy, vì thế cho nên là mọi người có thể mua thêm một ít. Ở đây thì min mua là 0,01 BNB là các bạn sẽ nhận được 3.500. Đấy, đến các bạn mua tối đa là khoảng 12 BNB. Đấy, ví dụ các bạn mua 0,1 thì các bạn ấn vào buy. Mình cũng mua một ít cho nó gọi là cái gì nhỉ? Số số nha mọi người nhé. 0,1 thì tương đương 0,01 thì tương đương với khoảng 3,2 đô la gì đấy thôi. Đấy. 3,2 đô la cho một kèo xổ số các bạn nhé. Nói chung là nó cũng được thì nó sẽ giàu đấy, nhưng mà không được thì nó cũng không nghèo đi đâu mọi người ạ. Đấy, ví dụ như kiểu nhân 10 đi phải không? 30 30 là được 30 đô phải không mọi người? Đấy. Đấy thì mọi người ai mà muốn tham gia cái dự án này thì mọi người tham gia nhé. Link mình sẽ để bên dưới video cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Đây là một cái kèo về xổ số, vì thế cũng không nói trước được cái điều gì là nó ok hay là nó không, hay là nó scam nữa. Vì thế cho nên là mọi người cũng khi mà tham gia thì mọi người cân nhắc để chúng ta tham gia nhé. Đấy, khi mà nó không không rõ ràng thì mới gọi là cơ hội các bạn ạ. Còn những khi mà nó đã rõ ràng thì nó sẽ không còn là cơ hội nữa. Đấy, như cái dự án WSwap đấy thì lúc đầu cũng làm video cũng hướng dẫn cho các bạn mua, thì một số bạn mua bây giờ là thấy có nhắn tin đến là đã rất là ok rồi đấy mọi người ạ. Đấy, có một số bạn mua 20-30 đô mà được 300-400 đô đấy mọi người. Đấy, vì thế cho nên là đấy là cái tùy theo quyết định của các bạn nhé, chứ không phải là mình làm video lên là dối lừa hay là xui khiến các bạn đâu nhé. Cái quyết định gì mà các bạn đã quyết định thì các bạn sẽ phải chịu cái quyết định đấy. Đấy, mình trên 18 tuổi rồi là mình phải tự chịu lại quyết định của mình, không ai chịu cho mình đâu. Đấy. Tiền ở trong túi mình mà mình không dùng thì làm sao mà người ta vào móc túi được mình được phải không mọi người? Đấy. Nói chung cái dự án này mình cũng thấy không ok cho lắm. Đấy, theo cá nhân quan điểm của mình nhé. Thế nhưng mà khi mà đã là xổ số thì chơi tất mọi người ạ. Miễn là nó có cộng đồng là chơi. Thế thôi. Đấy, cái dự án này thử xem nào. Các bạn thấy ở đây đang có 14.777 ERS. Cũng là rất là cao rồi đấy mọi người ạ.
Đấy, cũng cộng đồng cũng khá là cao rồi. Đấy. Ok, thì mình sẽ để link bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Bạn nào muốn tham gia thì click vào link và làm theo hướng dẫn của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé.